Mình nghĩ rồi một ngày mai mình cũng bồng bềnh thì mình muốn để lại một vài điều gì đó trước khi mình đi mất và rời đi. Mình tin là những người mình gặp trong hành trình trưởng thành của mình là những người cần phải gặp và tạo nên mình ở ngày hôm nay. Nên khi mà mình vẽ về họ, mình nhớ về họ, nhưng mà mình hơn hết là mình nhớ về mình nhớ thời gian của mình đã gắn bó cùng với họ, đã chia sẻ, đã buồn vui, đã có nhiều kỷ niệm với họ. Và mình chọn so sánh mình với bản thân mình ở hiện tại, và đó là lý do mình luôn tìm đến câu hỏi là dạo này bạn thế nào, người bạn đó thế nào, mình thế nào, kỷ niệm của tụi mình như thế nào. Chúng ta dạo này đang thế nào? Chọn cái hoa tulip tại vì mình thấy nó giống như một cái trái tim ở ngoài lòng ngực, nhưng mà còn một cái nữa mình chọn nó mọc trên vai, nó giống như một trách nhiệm vậy. Và thật ra mình thấy là càng lớn ai cũng mang đi những trách nhiệm hết. Dù lớn dù nhỏ, lúc nào mình cũng có trách nhiệm.